Thông báo tuyển dụng viên chức, Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức thông báo tuyển dụng 85 chỉ tiêu viên chức sự nghiệp giáo dục gồm các khối: trung học cơ sở, tiểu học, mầm non. Thời gian phát hành phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 14 tháng 2 năm 2020 đến ngày 28 tháng 2 năm 2020 tại phòng nội vụ trong giờ hành chính hoặc tải trên trang thông tin điện tử huyện Châu Đức, địa chỉ http 2 2 châu đức bà rịa gạch ngang dũng tàu gov vn thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 14 tháng 2 năm 2020 đến ngày 13 tháng 3 năm 2020 tại phòng nội vụ huyện châu đức trong giờ hành chính thông tin chi tiết niêm yết tại trụ sở ủy ban nhân dân huyện phòng giáo dục và đào tạo ủy ban nhân dân các xã thị trấn điện thoại 02543 961853 hoặc trang thông tin điện tử cchc bà rịa gạch ngang dũng tàu gov vn châu đức bà rịa gạch ngang dũng tàu gov vn